Lan đi bà con. Rất nhiều lan. Chỗ này là khoảng 3.000 chậu thủy tiên này. Nhưng mà hình như là có một chậu là đột biến thôi. Đây bà con nhìn kỹ nhá. Thằng này là đột biến này. Thằng này đột biến 100% luôn này. Đấy. Nếu mà ai mua thì tôi sẽ ship code luôn. Chậu này là giá của nó là một tép là tôi chỉ để lại cho anh em chơi là một tép là 4 triệu rưỡi thôi nhá. Đấy, bảo hành mặt hoa trọn đời luôn. Còn mấy thằng này là vàng trắng này, hồng này, tím này, có cả. Đây, sơn thủy tiên này các bạn ngắm này. Đấy. Rất nhiều. Hoàng vi hạc đây. Hoàng vi hạc duy nhất một chậu này là đột biến là các bạn này. Đấy, họng của nó là họng tím nha, không phải họng vàng nha. Đấy, thằng này đột biến này. Đấy, mà không biết đột biến hay đột tử đây. Đấy, rất nhiều, rất nhiều. Đây, còn thằng này nữa. Đấy, thằng này. Thằng này rất khủng luôn. Thằng này có tên là Hoàng Vi Hạc Khủng Long. Đấy. Các bạn chiêm ngưỡng nha. Tổng cộng là cái giò này là có 108 thân này, tượng trưng cho 108 vị anh hùng này trong thủy hữu này. Lương Sơn Bạc đấy. Cái này là lấy từ núi Di Linh về chứ không phải Lương Sơn Bạc nhá. Đục má giò khủng quá.